Không phải chiếc xe đắt nhất nhưng là chiếc xe nhẹ nhất của shop, hơn 7kg cho chiếc xe này. Trên xe thì toàn đồ đắt tiền, ngay cả cái gọng nước này cũng gần 2 củ. Các bạn sẽ không thể nhìn thấy một chiếc dây nào ở trên xe bị gì, xe chạy bằng điện. Ngay cả lốp cũng là lốp không xăm các bạn nhé. Xe thì mỏng và nhẹ, nhưng tiền của các bạn cần dày và nặng. Các bạn chỉ cần 1.900 tờ thế này để mua chiếc xe này. Không phải là người giàu người ta mới mua chiếc xe này các bạn ạ, mà phải là người rất giàu và nhiều tiền người ta sẽ mua chiếc xe này. Và tôi là Tuấn, đến từ Tuấn Baker, đại lý ủy quyền của Trek chính hãng tại Việt Nam.